Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 4 năm 2019 của tỉnh đoàn Nghệ An. Trong chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Đại hội Hội doanh nhân trẻ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị báo cáo viên tỉnh đoàn lần thứ nhất năm 2019, lễ tổng kết tháng thanh niên, trao giải cuộc thi ảnh online khoảnh khắc tháng thanh niên và triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên thanh niên. Hội nghị giao ban công tác đoàn hội khối các trường đại học cao đẳng trực thuộc quý 1 năm 2019 và lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa đoàn các trường đại học cao đẳng và đoàn các phường xã trên địa bàn tỉnh Phú Vinh giai đoạn 2019-2022. Chương trình giáo dục kỹ năng sống. Chuyến xe hành trình thắp lửa đam mê, khơi nguồn tri thức. Nhiều hoạt động đoàn hội nội tiếp tục diễn ra sôi nổi trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn về phòng tránh đuối nước trong dịp hè 2019. Sáng ngày 20 tháng 4, Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024, được tổ chức với sự tham gia của 138 đại biểu là các doanh nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp của tỉnh nhà. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Thành Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở ban ngành liên quan và đại diện Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, các doanh nghiệp trẻ đã góp vào ngân sách tỉnh hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp có vị thế đầu tàu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có hai doanh nghiệp đạt giải thưởng sao vàng đất Việt, một doanh nghiệp hội viên lọt top 100 giải thưởng sao đỏ, 9 doanh nghiệp đạt giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và có hai doanh nghiệp lọt vào top 10 toàn quốc. Bên cạnh đó, Hội doanh nhân trẻ cũng luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn doanh nhân trẻ Nghệ An khai thác các lợi thế tiềm năng của tỉnh, khắc phục điểm hạn chế trong phát triển hiện nay, tích cực kết nối, liên kết với nhau để tập trung nguồn lực, mở rộng sản xuất, tăng cường sử dụng chéo các sản phẩm của nhau để tiết kiệm chi phí, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định, tỉnh cam kết sẽ dồn nguồn lực tương xứng, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục quan tâm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nhân phát triển. Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, xem việc hỗ trợ doanh nghiệp là nghĩa vụ của chính quyền. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 26 thành viên. Ông Nguyễn Đàm Văn, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024. Dịp này thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đã trao tặng hội bức trướng với dòng chữ Doanh nhân trẻ Nghệ An đoàn kết sáng tạo, đổi mới, hội nhập và phát triển. Trao tặng bằng khen cho 9 doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển hội và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày 23 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh đoàn lần thứ nhất năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, các đồng chí thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ nghiên cứu cơ quan tỉnh đoàn cùng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 150 đại biểu đã được tiến sĩ thiếu tá Hồ Anh Tuấn, phó trưởng khoa sau đại học Học viện An ninh Nhân dân phổ biến các chuyên đề, thông tin mới về luật an ninh mạng, cách xử lý một số tình huống chính trị, cách thức lọc thông tin và xử lý thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên. Đồng thời qua đây, các báo cáo viên ý thức được đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình để không ngừng nỗ lực trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, chủ động tích cực đối thoại với đoàn viên thanh niên. Hội nghị cũng là dịp để báo cáo viên trong đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết tháng thanh niên, trao giải cuộc thi ảnh online khoảnh khắc tháng thanh niên, triển khai công tác xây dựng dữ liệu đoàn viên tỉnh Nghệ An. Tại đây, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc điều hành công ty KYC đã trao đổi về tiến trình triển khai xây dựng dữ liệu cán bộ đoàn, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và một số cách thức để cán bộ đoàn cơ sở có thể tăng thêm thu nhập sau khi xây dựng hệ thống dữ liệu. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư tỉnh đoàn nhấn mạnh, việc xây dựng được một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đoàn hội đầy đủ chính xác sẽ tạo kênh tương tác trực tuyến rộng rãi trên cả nước, truyền tải thông tin tới thành viên nhanh chóng, hiệu quả, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ cho họ một cách hiệu quả về làm kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, học tập, chính sách pháp lý, đồng thời tạo niềm tin cho thành viên, đoàn viên tin tưởng hơn vào tổ chức đoàn, hiểu rõ hơn, mong muốn gia nhập và góp sức xây dựng tổ chức vững mạnh và nhiều lợi ích khác. Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này và đề nghị triển khai một cách nghiêm túc trong thời gian tới.
Tiếp đó, hội nghị đã tổng kết những kết quả trong tháng thanh niên 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần làm nên một tháng thanh niên sôi nổi, tạo được dấu ấn tốt đẹp và lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ tỉnh nhà, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động tháng thanh niên. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Tình nguyện Mùa Đông Ấm năm 2018 và Xuân Tình nguyện năm 2019. Ban chấp hành tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 30 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên, trao giải cho 2 tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Vinh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Chương. 17 cá nhân đạt giải trong cuộc thi ảnh online Khoảnh khắc tháng thanh niên. Giải nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Đạt Thành, đoàn xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Ngày 19 tháng 4, tại trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn hội khối các trường đại học cao đẳng trực thuộc quý 1 năm 2019 và lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa đoàn các trường đại học cao đẳng và đoàn các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2019-2022. Hội nghị đã đánh giá lại kết quả hoạt động của khối các trường đại học cao đẳng trong quý 1 năm 2019. Các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình bám sát kế hoạch năm học, có nhiều nét mới, tạo không khí sôi nổi trong sinh viên, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là các hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên mùng 9 tháng 1. Các hoạt động trong tháng thanh niên với chủ đề tình nguyện vì cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung triển khai các hoạt động chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, triển khai các hình thức mới trong xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại các địa bàn dân cư và đóng góp ý kiến về quy chế phối hợp giữa đoàn các trường đại học cao đẳng và đoàn các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh, đồng thời nhiều giải pháp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn cũng như trách nhiệm tính tiên phong của sinh viên tại trường học nơi cư trú và tạm trú được đưa ra và thảo luận sôi nổi. Dịp này, đoàn các trường đại học cao đẳng trực thuộc và đoàn các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp hoạt động đoàn trong giai đoạn 2019-2022. Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã trao thưởng cho 2 đơn vị Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh đã có thành tích tốt trong tuần 3 hội thi Ánh sáng soi đường mùa 3 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với huyện đoàn Quế Phong và huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn. Chương trình được tổ chức tại các trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Quế Phong và trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hội Nga huyện Quỳ Châu với các chủ đề sống có trách nhiệm, sống biết yêu thương đã mang đến cho các em học sinh những hiểu biết cũng như tầm quan trọng của việc sống có trách nhiệm với mọi người, thêm niềm tin vào tương lai, sống có trách nhiệm, có ước mơ, trở thành những người có ích cho cộng đồng. Chương trình đã giúp các em không ngại chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ và những băn khoăn của mình về cuộc sống ngoài sân trường, lớp học. Từ đó giúp các em trang bị tốt cho bản thân những phong kiến thức nền và các kỹ năng cần thiết trên con đường hướng tới tương lai, chạm tay tới những ước mơ. Sáng ngày 10 tháng 4, tại trường tiểu học Lê Mau, thành phố Vinh đã diễn ra chương trình Ngày hội đọc sách tiếng Anh và chờ đón chuyến xe thắp lửa đam mê khơi nguồn trí thức. Ngày hội đọc sách tiếng Anh là một hoạt động mới được Hội đồng đội Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm cổ vũ khuyến khích văn hóa đọc tiếng Anh trong và ngoài nhà trường của học sinh cấp tiểu học trên toàn quốc. Qua đó, giúp các em học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh, phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chuyến xe hành trình với thông điệp thắp lửa đam mê, khơi nguồn tri thức qua 11 tỉnh thành phố đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam đã dừng chân tại Nghệ An. Trong chương trình, học sinh được trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh với sự hỗ trợ của ứng dụng MyAI. Các giáo viên sẽ sử dụng công cụ ứng dụng MyAI hướng dẫn học sinh luyện phát âm, đọc đúng ngữ điệu, rèn luyện kỹ năng đọc tiếng Anh. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quà và học bổng thắp lửa cho các học sinh của một số trường tiểu học tại thành phố Vinh. Tổ chức tiết học mẫu, luyện phát âm chuẩn sử dụng ứng dụng MyAI, tổ chức chương trình văn nghệ bằng tiếng Anh và trải nghiệm ứng dụng MyAI. Nối tiếp các hoạt động tháng thanh niên, các cơ sở đoàn tiếp tục sôi nổi các hoạt động trong tháng 4 năm 2019. Sáng mùng 6 tháng 4, huyện đoàn, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Chương phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng đợt 1 năm 2019, thu hút gần 500 đoàn viên thanh niên, bà con trên địa bàn toàn huyện thu về gần 400 đơn vị máu.
Tiếp đó, ngày 14 tháng 4, tại chương trình giao lưu văn nghệ Hành trình yêu thương do huyện Đoàn Thanh Chương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Long Biên, đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ba trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Hương Tiến, huyện Thanh Chương, như thư viện, xe đạp, tủ đồ chơi, sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo, giày dép và một số nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị 200 triệu đồng. Vừa qua, huyện Đoàn Yên Thành tổ chức làm công trình thanh niên cấp huyện, trồng hơn 2.000 cây hoa hồng, 1.500 cây hoa mẫu đơn, 200 cây dâm bụt với tổng diện tích 1.000 m2 dọc theo tuyến đường trung tâm của thị trấn Yên Thành. Hoạt động thu hút gần 500 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giảm bớt biến đổi khí hậu, mà còn góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành về đích huyện nông thôn mới vào năm 2019. Ngày 10 tháng 4, huyện Đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi tiên học trẻ lần thứ 5 năm 2019 tại 3 điểm trường, trường Trung học Cơ sở Thị trấn, Tiểu học Nghĩa Trung, Tiểu học Thị trấn thu hút nhiều thí sinh tham gia. Tại hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết trắc nghiệm kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic, những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng và phân tích thực hành ứng dụng kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím chuột để vẽ tranh, soạn thảo văn bản. Hội thi tin học trẻ được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi. Thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân phục vụ giai đoạn 2019-2022. Ngày 18 tháng 4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái tặng gia đình cụ Lương Thị Ban trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Quỹ trao tặng yêu thương tại Hà Nội đã trao 150 triệu đồng cho Ban giám hiệu trường tiểu học Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ăn bán trú cho các em học sinh. Với thành công bước đầu trong thực hiện cuộc vận động, tuổi trẻ Công an tỉnh phấn đấu trong năm 2019 sẽ hoàn thành 10 nhà nhân ái hỗ trợ đồng bào, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để họ có động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ngày 17 tháng 4, huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019. Ngày hội thu hút hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn huyện và thu về 947 đơn vị máu. Dịp này, các tình nguyện viên đã được các bác sĩ khám sức khỏe, xét nghiệm máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Vừa qua, huyện Đoàn Đô Lương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và triển khai các hoạt động trò chơi tập thể gắn kết tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, 400 thanh niên ưu tú đã được kết nạp vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với niềm vinh dự, tự hào, các đồng chí đoàn viên hứa sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng hơn với danh hiệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trước đó, các đại biểu đã tiến hành dâng hương dâng hoa tri ân tại phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Sáng ngày 23 tháng 4, huyện Đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng tránh đuối nước và xâm hại trẻ em tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi. Nhiều nội dung hấp dẫn được lồng ghép trong chương trình đã giúp các em học sinh lĩnh hội được nhiều kiến thức về vấn đề bạo lực học đường, cách thức hành động, bảo vệ bản thân và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các em còn được tiếp thu các thông tin tuyên truyền, các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Sau chương trình, huyện Đoàn đã tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước tại các hộ gia đình sinh sống gần khu vực các khe suối, ao hồ lớn ở xã Tân Phú và Kỳ Sơn. Với phương châm đến từng nhà, ra từng đối tượng, đồng loạt, rộng khắp, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực. Hoạt động đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và ủng hộ từ phía các gia đình và người dân. Sau đây là chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về công tác tuyên truyền phòng tránh đuối nước trong dịp hè năm 2019. Nghệ An là địa phương có tuyến đường thủy nội địa lớn với 13 con sông lớn nhỏ, tổng chiều dài trên 1.000 km, có bờ biển dài 82 km với 6 cửa lạch nối ra biển. Hệ thống kênh, ao, hồ nhiều nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em. Trước thực trạng đuối nước đang diễn ra ở mức báo động và trở thành vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tuy mới bước vào đầu mùa hè, nhưng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra liên tiếp, chủ yếu là đối tượng trẻ em. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội đội các cấp cần phối hợp với nhà trường, gia đình đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng tránh đuối nước,
tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo và các em về phòng tránh đuối nước, như kỹ năng phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, những hiểu biết để kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn hội tổ chức gắn biển cảnh báo tại những nơi có sông, suối, vực sâu nguy hiểm, quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích thiết thực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong dịp hè, góp phần quản lý giáo dục và giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc xảy ra, khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, lực lượng giảng dạy, có thể tổ chức các lớp học bơi cho thanh thiếu nhi. Mùa hè lại đến, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước và rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội chung tay cùng với tổ chức đoàn hội đội để các em có một mùa hè an toàn và bổ ích. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoangheang.vn hoặc Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.